Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái dòng sản phẩm, đó là bộ phụ kiện dành cho iPad và iPhone. Là một cái thiết bị tuy không phải là một cái sản phẩm chính và cũng không phải là cái mà người dùng quan tâm đầu tiên, nhưng mà nó rất là quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng điện thoại hoặc là sử dụng iPad của chúng ta. Trên tay mình đang có làm đây là cái bộ titan dành cho iPad và đây là bộ titan dành cho iPhone. Thì hiện tại hai cái dòng sản phẩm này bên Westcom đang tặng kèm cho khách hàng khi khách hàng mua kèm theo iPad. Những dòng iPad Light New, iPad 99%, bảo hành 12 tháng thì shop cũng sẽ tặng kèm theo bộ củ cáp sạc hàng titan chính hãng, cũng được bảo hành lỗi đổi trong vòng 12 tháng. Bên cạnh đó là chúng ta có bộ titan dành cho iPhone. Thì với iPhone tại Westcom bảo hành lỗi đổi trong vòng 12 tháng thì cái bộ củ cáp sạc này cũng được bảo hành lỗi đổi trong vòng 12 tháng tại Westcom, hoặc là các bạn có thể được bảo hành trên toàn quốc với bộ sản phẩm củ cáp sạc hàng titan này. Vì sao mà shop lại tặng kèm theo cái bộ củ cáp sạc hàng titan? Thì một điều rất là đơn giản, để đảm bảo cho cái sản phẩm của shop bán ra đủ điều kiện bảo hành 12 tháng thì cái phần nguồn rất là quan trọng. Thì ngoài cái sản phẩm hàng công ty, hàng chính hãng là cái bộ sản phẩm tặng kèm cho những cái dòng iPhone hoặc là iPad bên shop đang tặng, thì shop có áp dụng tặng kèm theo cả bộ củ cáp sạc hàng titan ở đây. Thì hôm nay mình sẽ gửi tới các bạn chi tiết về cái dòng sản phẩm, trong đó bao gồm là củ cáp sạc titan loại combo dành cho iPhone và củ cáp sạc titan loại combo dành cho iPad. Thì được đóng gói và dập in thiết kế thông tin, tất cả đều là bằng tiếng Việt, bởi vì đây được quảng cáo là một bộ sản phẩm của hàng Việt Nam. Hàng Việt Nam thì chất lượng cao thì chưa có, bởi vì để mà đạt được chất lượng cao thì chúng ta cần phải bỏ ra tương đối là nhiều tiền. Thế nhưng mà cơ bản về cái bộ phụ kiện này thì thường ấy thì chúng ta hay thấy là nó là dòng sản phẩm của Trung Quốc. Thế nhưng mà hiện tại thì bây giờ chúng ta đã có trên tay cái sản phẩm của hàng Việt Nam. Bên shop cũng rất là tin tưởng vào cái dòng sản phẩm này để dành tặng cho các bạn khi các bạn mua cái bộ iPad hoặc là iPhone. Đầu tiên ấy, thì chúng ta sẽ thấy là ở đây với cái bộ combo dành cho iPad, thiết kế nó sẽ dày hơn một chút. Đây các bạn thấy cái vỏ hộp nó dày hơn một chút. Ở trên vỏ hộp thì có thể hiện thông số là bảo hành 12 tháng này, sạc nhanh 2A này, gồm có hai cổng USB và chân cắm. Cái sản phẩm cáp này thì sẽ được tặng kèm. Riêng đối với bộ titan này thì sẽ được là tặng kèm. Thực ra thì trên cái hộp này nó không thể hiện là hàng combo giống như cái bộ titan này dành cho iPhone. Có nghĩa là khi hãng bán ra cái củ sạc titan này và sẽ được tặng kèm theo cái dây cáp. Về đóng gói thì chúng ta có thể xem ở đây và thông tin ở đây. Sạc nhanh này, nguyên vật liệu thân thiện với môi trường này. Sạc đồng thời hai thiết bị này, ngăn ngừa xung điện cho điện thoại này. Input này là điện vào này, output là điện ra này, 5V 2A này. Đây là thông tin về nơi sản xuất ạ. Bây giờ mình sẽ bóc hộp cái này. Về cái chất liệu vỏ hộp thì cũng được đóng gói rất là cẩn thận. Chất liệu nhựa cứng cáp và mềm, không quá cứng, thô cứng giống như những loại nhựa rẻ tiền. Để bóc cái sản phẩm này có lẽ chúng ta cần phải bóc cả hai đầu ạ.
Bên trong thì chúng ta có cái dây. Đây là dây mà được ghi là tặng kèm. Mình sẽ cắm thử vào cái phần của máy. Đối với một số loại cáp thông thường, một loại cáp fake ấy, thì khi mà cắm vào chân của iPhone hoặc là chân của iPad, nó cho chúng ta một cảm giác siết chặt và không có độ nảy. Những cái hàng zin chính hãng của iPhone hoặc của Apple cắm vào nó cho ta một cái độ nảy rất là, nghe nó rất là sướng, nó không bị siết chặt. Thì cái chân của bộ titan này cho chúng ta được cảm giác 7/10. Nếu đánh giá theo cái độ nảy hoặc là cái độ mượt khi mà cắm vào 10/10 thì thang điểm cho cái bộ này là 17/10, cũng là một cái trải nghiệm cũng rất là ok. Thấy cắm vào cũng rất là ok, rút ra cũng tương đối nhẹ nhưng mà nó vẫn có phần chắc chắn. Tất nhiên thì không thể bằng được bộ chính hãng được. Kể đến ở đây thì chúng ta có cái phần củ sạc. Củ sạc ở trên đây thì chúng ta có thể hiện là tem. Có tem dán tùy từng thời điểm. Đến thời điểm hiện tại thì mình biết là tùy từng thời điểm là do cái dòng củ sạc titan này có rất là nhiều bộ fake. Và nên là hãng đã có những thay đổi thiết kế về mẫu sản phẩm một cách nhất định. Ví dụ như cái dòng sản phẩm này là có kèm theo cả cái phần in ở trên đây. In ngày bảo hành ở trên đây thì mình sẽ giới thiệu sau tới các bạn. Ở trên đây thì hiện tại đang có phần tem dán của titan. Trước đây ấy thì tùy vào một số dòng thì chúng ta sẽ có phần thẻ bảo hành. Cái thẻ bảo hành nó sẽ đi nằm kèm trong đây. Nhưng với như với cái bộ củ sạc này hôm nay shop mới nhập về thì nó không có kèm theo thẻ bảo hành. Thì với cái việc mà không có thẻ bảo hành thì chúng ta có cái phần ở đây là phần tem dán. Phần tem dán ở đây là cũng được sẽ tích đến cái để ý kỹ thì chúng ta sẽ thấy được là cái phần ở chúng ta ở đây đến từ tháng 1 đến tháng 12 và từ năm 2018 đến 2019 hay mình hay trong 2020 thì ở đây mình thấy được là cái sản phẩm này đang được ghim và đánh dấu ở năm 2018, có nghĩa là các bạn sẽ được bảo hành đến năm 2018 cho một năm tính từ ngày các bạn mua hoặc là cái ngày các bạn được tặng kèm. Thế thì trên cái phần này cũng trên cái phần cáp này cũng được cái dán cái tem là tem bảo hành. Ở đây là tháng, đây có cái, bởi vì là tem bóng nên nhìn trực tiếp nó cũng hơi khó, hơi mờ một chút, chúng ta cần phải nhìn nghiêng. Ở đây cũng thể hiện đến năm 2019, xin lỗi 2018 ấy, vì nó hơi mờ một chút. Đấy, thì về phần củ sạc và cáp sạc, kể cả là hàng tặng kèm thì chúng ta cũng sẽ được bảo hành thôi. Đây là cái phần khi mình cắm vào cổng sạc này. Cổng sạc thì chúng ta sẽ có hai cổng sạc, bởi vì là theo thiết kế sẽ sạc được hai cái sản phẩm cùng một lúc, dòng ra 5V và 2A, phù hợp cho những cái thiết bị như là iPad mình đang cầm ở trên tay đây. Riêng đối với dòng iPad mà chúng ta sử dụng, theo kinh nghiệm của mình thấy thì đối với những dòng máy qua sử dụng, nếu để sạc củ sạc hàng chính hãng thì rất là ok. Nhưng nếu mà sạc bộ củ cáp sạc hàng fake, loại fake 1, fake 2, fake 3, fake 4, kể cả là hàng super fake, thì cái tỷ lệ mà lỗi củ rất là cao. Bởi vì là riêng cái dòng iPad này, nó có cái pin, pin của dòng iPad này rất là lớn, dung lượng pin từ 5.000 đến 8.000 mAh, thì cần phải một bộ củ cáp sạc có cái công suất và cái độ ổn định rất là cao. Đấy, riêng với dòng iPad 4 các bạn để sạc được đầy cho máy thì các bạn cần phải sử dụng đến 5 đến 6 tiếng liên tục. Thì cái bộ củ cáp sạc rất là quan trọng. Thường thì mình thấy nếu mà sử dụng hàng fake thì nó chỉ tuổi thọ nó chỉ được từ khoảng 10 đến khoảng 10 ngày, 20 ngày hoặc là thậm chí là tối đa là khoảng 1 tháng. Trung bình là như vậy. Đấy, thì mình giới thiệu với các bạn về cái củ sạc hàng titan đây. Nó có thiết kế cho cái dòng mà với cái dòng mà dành cho iPad thì có thiết kế hình hình khối vuông như thế này.
Bởi vì là bên trong này nó cần có một cái dòng điện nó lớn hơn nên là nó thiết kế nó to hơn cái dòng sạc iPhone. Thì với cái dòng này chúng ta có thể sạc đồng thời vừa cho iPad vừa cho iPhone một lúc. Và ngoài cái việc sạc cho iPad thì chúng ta cũng có thể dành sạc cho iPhone. Trên đây là thể hiện cái thông số về sản phẩm này. Đầu model này, input này và output này. Input là 100V đến 240V. Cái phần chân cắm này cũng rất là ok, rất là nảy và không bị siết chặt hoặc là không quá nảy, rất là dùng cảm giác rất là sướng. Mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn về cái bộ cáp sạc titan dành cho iPhone. Thì với cái dòng titan dành cho iPhone này thì ở trên đây chúng ta thấy là bên phải là có cái logo của titan này. Hai bên đều có logo của titan và đây là có cái tem này. Tem dán vào titan này, cái tem này để chống hàng giả, tương tự như cái dòng mà bên củ sạc iPad cũng vậy ạ. Thì trên đây là cái thể hiện một số cái tính năng thông tin. Hiện tại thì cái sản phẩm này đang được bán tại USCom với giá là 160.000 cho cái củ sạc iPhone ạ. Với dòng củ sạc iPad thì đang được bán với giá là 195.000, bảo hành lỗi đổi trong vòng 1 năm ạ. Với củ sạc iPhone thì phía bên trong chúng ta sẽ có thiết kế như thế này và đóng gói cũng tương đối là cẩn thận, chắc chắn. Về cái vỏ hộp cũng có chất liệu vỏ hộp nhựa, tuy là một cái phần cấu thành và để đựng hộp thôi nhưng mà đựng cái thiết bị bên trong, nhưng mà cái phần bên trong này nó cũng rất là, phần bên ngoài này nó cũng rất là ok. Chất liệu nhựa với cả gia công cũng rất là hoàn hảo. Bên ngoài còn có cái lớp nhựa bảo vệ này nữa. Về cái cáp ở đây thì để so sánh giữa cái phần cáp iPhone với cả cáp iPad thì cơ bản là tương tự như nhau ạ. Chỉ có khác điều là tùy từng cái thời điểm sản xuất và cái công nghệ hoặc là cái mục đích thay đổi của hãng thì sẽ có những cái phần như là logo in mờ, logo in nhạt hoặc là tem dán nó sẽ hơi khác đi một chút. Về cái sản phẩm dành cho iPad thì chúng ta cũng thấy có sự khác biệt. Đó là với cái iPad thì chúng ta không có cái phần in ngày, phần in ngày tháng bảo hành ở đây. Ví dụ như cái sản phẩm bên tay trái của mình là cho cái dòng của iPhone ấy thì được bảo hành đến tháng 7 năm 2018. Trên cái của iPad này thì sẽ không có này, và được dán kèm theo tem. Đấy, nó cũng là một sự khác biệt. Cái việc đóng gói nó cũng sẽ hơi khác một chút. Đây là dây cuốn và bên đây là nhựa, nhựa cuốn bảo vệ này. Đều có độ dài thì giống nhau thôi ạ. Thế còn tiếp theo chúng ta sẽ thấy ở bên phần củ sạc nhé. Củ sạc ở đây thì chúng ta sẽ, cũng như mình vừa nói ấy, là tùy từng thời điểm thì titan có in dập nổi hoặc là in chìm hoặc là in full, công nghệ khác nhau, nó sẽ hơi khác đi một chút. Và ở đây cũng được cái ngày tháng bảo hành đây, đến tháng 7 năm 2018. Thể hiện ở đây là combo. Khi sử dụng bộ này thì cũng tương đối là ổn định và các bạn sẽ được bảo hành lỗ đổi trong vòng 12 tháng ạ. Mình sẽ thử cái cảm giác cắm cho iPhone nhé. Đấy, củ này thì cắm cho iPhone có một cái độ nảy cũng giống tương tự như là cái đầu cáp mà cắm vào cái đầu cáp dành cho iPad. Khi mà chúng ta thử cắm vào trải nghiệm cũng rất là ok, cho chúng ta cái điểm chất lượng từ 7 trên 10 đến 8 trên 10. Có độ nảy và độ kêu rất là ổn định và nó không quá chặt, không quá xít. Có thể những cái bộ hàng fake ấy, mình đã gặp những trường hợp khi cắm vào đây rồi rút ra nó lôi cả luôn cái, nó chỉ ra cái phần lõi này thôi, còn cái phần áo bên ngoài nó sẽ dính lại bên trong. Đó là cái hàng fake thì thường hay gặp những trường hợp như vậy, nên rất là nguy hiểm và có thể dẫn đến trường hợp là cháy nổ về cái sản phẩm của chúng ta. Và ngoài cái việc gây cháy nổ, nó còn làm hỏng pin của chúng ta nữa.
Như vậy là hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn về cái bộ củ cáp sạc hàng titan mà bên USCOM đang dành tặng cho khách hàng khi mua điện thoại iPhone cũng như là máy tính bảng iPad. Hai cái thiết bị này chúng ta được bảo hành lỗ đổi trong vòng 12 tháng và cũng là cái thiết bị được quảng cáo là chống cháy nổ. Và cái thứ hai nữa là cái dòng sản phẩm này khi mà được tặng kèm với cả cái iPad này thì cũng cho chúng ta cái thời gian bảo hành của iPad lên đến 12 tháng. Bởi vì là với cái nguồn điện ổn định thì tất cả những sản phẩm bên shop dành tặng cho khách hàng đều có thể được bảo hành lên đến 12 tháng thay vì là 6 tháng hoặc là không bảo hành như các đơn vị khác ạ. Rồi, bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.